mọi người, hôm nay thì bọn mình sẽ đến Tallinn chơi trong ngày. Thực ra đây là lần thứ 3 mình đã đi Tallinn rồi nên chắc chuyến đi này chủ yếu đi ăn và chill để thay đổi không khí. Nhiệt độ bây giờ đang là âm 1 độ. Dạo này thì thời tiết đang ấm lên, tuyết cũng tan hết rồi cho nên bọn mình đón bình minh sớm hơn mọi khi. Chứ vào mùa đông giờ này có khi vẫn còn nhìn thấy trăng cơ. Mình định đi ăn trưa luôn nhưng phát hiện ra nhà hàng 12 giờ mới mở cửa mà bây giờ mới có 11 giờ. Nên có lẽ mình sẽ đi lượn lờ một vòng trong khu này rồi quay lại sau. Để vào thử Pull&Bear xem có đồ gì đẹp không nha. Hôm nay bọn mình sẽ đi ăn thử quán mà Diệp bạn mình recommend. Đáng ra hôm nay thì Diệp cũng đi cùng nhưng do có chút sự cố xảy ra cho nên là cuối cùng chỉ có mỗi hai đứa bọn mình. Lúc bọn mình tới thì người ta còn nói là chủ nhật giờ này chỉ phục vụ bữa sáng, còn bữa trưa thì phải đợi tới sau 3 giờ chiều cơ. Mà bọn mình đi từ sáng cũng hơi đói cho nên thôi quyết định ăn luôn. Xem menu thì thấy tên các món cũng fancy lắm nhưng mà mình không nhớ chính xác. Chỉ nhớ là món của mình thì có cá hồi và bánh mì, ăn cũng khá là ngon. Do là ăn xong cảm thấy vẫn chưa đủ đô cho nên bọn mình sẽ đi ăn pancake tiếp. Ở đây có rất là nhiều loại pancake từ mặn cho tới ngọt. Quán này thực ra ngày trước mình cũng đi rồi nhưng do mình khá là thích ăn đồ ngọt cho nên lần này mình lại order pancake vị hạt được phủ sốt Nutella. Ban đầu ăn cũng thấy ngon nhưng mà ăn được hơn một nửa thì lại bắt đầu cảm thấy ngấy ngấy. Bạn Hằng cho cảm nhận về món ăn xem. Ngon không? Sau khi ăn xong, bọn mình đi bộ ra khu Old Town. Đây là trung tâm lịch sử của thủ đô Tallinn. Mặc dù khu phố này không hoành tráng như các điểm du lịch khác ở châu Âu nhưng nó vẫn được coi là một trong những thị trấn thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất. Phố cổ Tallinn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1997.
Dân số ở nước Estonia tính ra có hơn 1 triệu 3 người thôi, nhưng riêng ở Tallinn này đã chiếm tới 454.000 người rồi. Tallinn tuy dân số thưa thớt và ít khách du lịch nhưng ở đây không khí rất là trong lành và cuộc sống thì yên bình. Đây là Old Hansa, một trong những nhà hàng lâu đời nhất ở Tallinn. Lần trước thì bọn mình đã có cơ hội trải nghiệm đồ ăn ở đây rồi, nhìn chung thì rất là ngon. Nhà thờ Alexander Nevsky là nhà thờ chính thống Nga nằm ở trung tâm phố cổ Tallinn. Nó được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và được đặt theo tên của một vị thánh cũng là nhà lãnh đạo quân sự Nga nổi tiếng. Nó được coi là một trong những ví dụ điển hình nhất về kiến trúc phục hưng của Nga ở vùng Baltic. Ở gần đó có lâu đài Tompea là pháo đài lịch sử nằm trên một ngọn đồi cùng tên. Ban đầu nó được xây dựng vào thế kỷ 13 và từ đó được sử dụng làm nơi ở cho nhiều nhà cai trị và quan chức chính phủ. Tức là đây chính là khu đấy luôn đúng không? Bây giờ đang đi bộ ra Creative City. A few moments later. Vậy là chuyến đi Tallinn trong ngày của bọn mình đã kết thúc. Giờ bọn mình đi bộ ra cảng để đi phà về Helsinki. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Something's last forever.